Tuyết Dân và Mạnh Tiến kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 3 năm 2020, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh khảo sát điểm lập khu vực cách ly ở cửa khẩu Một Bài. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch Covid-19. Phóng sự đảm bảo phòng ngừa dịch và lưu thông hàng hóa tại cửa khẩu. Tổ chức chú đáo cho người cách ly tập trung. Phóng sự dành thời gian cho gia đình để gìn giữ hạnh phúc. Sau đây là những thông tin chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 3, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh đã đến cửa khẩu Một Bài, khảo sát địa điểm lập khu vực cách ly tập trung người Việt Nam nhập cảnh. Hiện nay, Tây Ninh đang chịu áp lực lớn khi số lượng người Việt Nam nhập cảnh từ Campuchia tăng nhiều, nhất là khi Campuchia có thông báo tạm ngừng hoạt động các cửa khẩu biên giới với Việt Nam vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 20 tháng 3 năm 2020. Hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 và ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, đối tượng cách ly ngày càng tăng. Ngày 18 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2020, Tây Ninh đã đón và đưa đi cách ly tập trung khoảng 1.158 người Việt Nam nhập cảnh. Dự báo số lượng này có thể tăng cao trong thời gian tới, trong khi các khu cách ly tập trung hiện có của tỉnh và cả các khu cách ly dã chiến mới thành lập đang quá tải. Vì vậy, việc lập thêm khu cách ly tập trung là yêu cầu cấp bách. Sau khi khảo sát siêu thị miễn thuế GC của công ty Thế Kỷ Vàng nằm trong khu vực cửa khẩu quốc tế Một Bài, rộng 5.000 m², ông Nguyễn Thanh Ngọc nhận định cơ sở vật chất của khu vực này đạt yêu cầu lập khu cách ly tập trung. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thanh Ngọc cảm ơn và ghi nhận tấm lòng của công ty Thế Kỷ Vàng đã ủng hộ cơ sở vật chất cho chính quyền địa phương làm khu cách ly. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bến Cầu phối hợp với ngành y tế, Ban quản lý khu kinh tế Tây Ninh, công ty Thế Kỷ Vàng khẩn trương thống nhất phương thức, cách thức tổ chức, huy động lực lượng bố trí phương tiện, đồ dùng sinh hoạt, đảm bảo khu cách ly vận hành tốt. Ủy ban Nhân dân huyện chủ động phối kết hợp với các ngành đánh giá quy mô tiếp nhận số người đưa vào khu cách ly. Ngành y tế chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, thành lập ngay các tổ công tác làm việc luân phiên ở khu cách ly. Khu cách ly phải đảm bảo công tác hậu cần, giao Ủy ban Nhân dân huyện Bến Cầu chủ động chọn mô hình cung cấp thực phẩm, đảm bảo chu đáo nhất có thể cho người đi cách ly. Ngành công an phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn quản lý, giữ gìn tốt an ninh trật tự khu cách ly, xử lý theo quy định đối với những trường hợp gây mất trật tự. Trong quá trình vận hành khu cách ly tập trung dã chiến này, huyện Bến Cầu cần huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ thực hiện các công việc phối hợp, đảm bảo vệ sinh phòng dịch. Đại đội C61 trên địa bàn huyện Bến Cầu cũng thu hẹp chỗ ở, sinh hoạt của các cán bộ chiến sĩ để bố trí khu vực cách ly ngay trong doanh trại. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh lưu ý, tất cả các ngành, các đơn vị có liên quan phải chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn để khu cách ly vận hành chậm nhất vào chiều ngày 21 tháng 3. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với nước bạn, thống nhất giải pháp đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt, gắn liền với kiểm soát tốt dịch bệnh. Công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh đang được thực hiện quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đến giờ này để bảo đảm cái tập trung cho kiểm soát dịch bệnh khu vực biên giới thì tỉnh đã tạm thời ngưng cái việc qua lại biên giới ở cửa khẩu phụ và các đường mòn lối mở để tập trung chuyển tất cả các hoạt động người qua lại, phương tiện qua lại qua các cửa khẩu chính và cửa khẩu quốc gia để chúng ta có lực lượng và bảo đảm được các giải pháp quản lý chặt chẽ cái này. Và hiện nay thì đối với lại cái lượng người mà nhập cảnh mà đi từ các cái khu vực các nước ASEAN quá cảnh qua Campuchia và vào Việt Nam thì chúng tôi đều là đưa vào cái khu vực cách ly tập trung theo đúng quy định. Mặc dù là hiện nay là các khu tập trung chính của tỉnh đã quá tải và tỉnh đã triển khai đồng bộ các cái khu cách ly tập trung dã chiến ở các ở 5 huyện biên giới và đang tiếp tục là thực hiện cái việc phân loại cũng như là tổ chức tốt các cái điều kiện cần thiết cơ bản để cho các đối tượng cách ly tập trung yên tâm và cũng như là bảo đảm các cái tổ y tế là thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.
Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh, cũng đánh giá cao, biểu dương huyện Bến Cầu và các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác đón người Việt Nam nhập cảnh về khu cách ly từ ngày 18 tháng 3, tổ chức kịp thời nhanh chóng các khu cách ly giả chiến. Không cần biết ai là phải cách ly. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản triển khai thực hiện thông báo số 100 ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Từ 0 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2020, các trường hợp được miễn thị thực hoặc có giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt và thân nhân một số trường hợp đặc biệt khác như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao. Khi nhập cảnh phải có giấy xác nhận không dương tính với COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp và giấy này được Việt Nam chấp thuận. Các biện pháp nêu trên không áp dụng đối với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao công vụ. Ngoài các trường hợp nhập cảnh được cách ly tập trung hiện nay, thực hiện việc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ Mỹ, các nước châu Âu, các nước ASEAN, đồng thời thực hiện việc cách ly giám sát y tế tại gia đình, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú. Giám sát theo nhóm đối với các đối tượng không thuộc diện cách ly tập trung, tiếp tục khuyến cáo việc ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ngay từ trong gia đình, chú ý khuyến cáo đối với người có bệnh nền, người cao tuổi theo dõi sức khỏe, khai báo y tế tự nguyện. Chính quyền cấp phường, xã, tổ dân phố và ngành y tế địa phương giám sát chặt chẽ và có biện pháp hỗ trợ gia đình có người nghi nhiễm, bị cách ly, bảo đảm cách ly, giám sát đúng đối tượng, đủ thời gian theo quy định, nghiêm cấm việc kỳ thị người mắc bệnh, người nghi mắc bệnh. Các đơn vị địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm giải pháp hạn chế tập trung đông người, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch, cách thức tự bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, khai báo y tế tự nguyện, các điển hình tốt trong phòng chống dịch, tiếp tục lên án và xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, khai báo y tế không trung thực, không chấp hành việc cách ly theo quy định. Tại buổi làm việc vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và các cơ quan có liên quan, đại diện lãnh đạo tỉnh Svay Riêng, lãnh đạo Cục Hải quan Campuchia đã thống nhất 3 phương án lưu thông hàng hóa qua lại cửa khẩu hai nước để các doanh nghiệp vận tải lựa chọn như sau. Phương án 1. Lái xe vận chuyển hàng hóa phải mặc đồ bảo hộ theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa qua các điểm giao nhận hàng của hai bên, đảm bảo không tiếp xúc với các nguồn có khả năng lây bệnh. Quay trở về quốc gia mình, xử lý tiêu hủy đồ bảo hộ, phương tiện vận tải được cơ quan y tế phun thuốc khử trùng, sát khuẩn. Lái xe được kiểm tra y tế tại cửa khẩu, không cách ly tập trung. Phương án 2. Lái xe hai nước đến cột mốc biên giới 171 để đổi lái xe, không tiếp xúc lái xe Việt Nam trước khi nhận phương tiện vận tải trở về Việt Nam được kiểm tra y tế tại cửa khẩu, không cách ly tập trung. Phương tiện vận tải được cơ quan y tế phun thuốc khử trùng, sát khuẩn trước khi đổi lái xe. Phương án 3, hàng hóa giao nhận tại cột mốc biên giới 171. Đối với phương tiện của nước giao hàng chuyển sang phương tiện của nước nhận hàng, khi quay về Việt Nam được cơ quan y tế phun thuốc khử trùng, sát khuẩn, lái xe vận chuyển được kiểm tra y tế tại cửa khẩu, không cách ly tập trung. Ngoài ra, đối với các hoạt động vận tải hành khách liên vận, trong thời gian phòng chống dịch, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã tiến hành các giải pháp kiểm soát phương tiện và hành khách theo hướng dẫn của cơ quan y tế như tiêu độc khử trùng đối với phương tiện, đo thân nhiệt đối với người, khai báo y tế và tổ chức cách ly theo quy định. Phía Campuchia chính thức có văn bản dừng nhập cảnh người nước ngoài qua cửa khẩu từ lúc 0 giờ ngày 21 tháng 3 năm 2020. Hiện tại không có phương tiện xe khách hoạt động qua lại tại các cặp cửa khẩu giáp biên giới giữa tỉnh Tây Ninh và Campuchia. Từ 0 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt việc kiểm tra giám sát y tế đối với người Việt Nam nhập cảnh từ các cửa khẩu. Cùng với đó là việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho các tài xế điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thông thương hàng hóa. Song song với việc là thực hiện tốt cái cách ly tập trung thì tỉnh đã phối hợp với các lực lượng và địa phương của phía bạn các tỉnh giáp biên Campuchia để mà tạo điều kiện trong cái việc là tiếp tục thông thương cái hàng hóa qua lại biên giới và đồng thời là phối hợp để mà quản lý chặt chẽ các cái lái xe của các phương tiện này, bảo đảm cái yêu cầu là vẫn duy trì cái hoạt động về thương mại nhưng mà kiểm soát chặt chẽ được về dịch bệnh. Tỉnh cũng đã phối hợp là tất cả các tài xế qua bên đó
thì chúng ta đã đưa ra những cái giải pháp để các cái chủ phương tiện vận chuyển lựa chọn các giải pháp phòng chống cho nó phù hợp nhất, nhưng bảo đảm được cái không để lây nhiễm xâm nhập từ bên ngoài. Cụ thể là đối với lại các cái lái xe mà chở hàng hóa mà đi vào nội địa của Campuchia thì khi quay lại thì phải thực hiện cách ly 14 ngày theo đúng quy định. Còn đối với lại là các trường hợp mà chỉ giao hàng ngay tại bến bãi của khu kinh tế mà không đi vào sâu trong nội địa thì sẽ thực hiện các biện pháp xử lý về khử trùng, bảo đảm về y tế cần thiết để tránh các nguồn lây nhiễm. Và hiện nay thì giữa ta và bạn cũng đã phối hợp rất tốt cái này và không có cái tình trạng là ứ động hàng hóa cũng như là các phương tiện ở khu vực biên giới. Phòng chống dịch bệnh là cấp bách, nhưng Tây Ninh đã có các phương án áp dụng vừa đảm bảo phòng dịch vừa thông thương được hàng hóa. Ba cái phương án để xử lý cái số cái phương tiện hàng hóa để qua lại cửa khẩu. Thì phương án thứ nhất là tài xế mà vận chuyển hàng hóa phải mặc đồ bảo hộ đúng theo quy định tại cái công văn số 829 là Bộ Y tế ngày 21 tháng 2 năm 20 khi qua lại các địa điểm sang hàng của hai bên, đảm bảo là không tiếp xúc với các nguồn lây bệnh, và sau khi quay về Việt Nam thì bắt buộc phải phun trùng sát khuẩn theo đúng quy định mà không phải cách ly. Cái phương án thứ hai là lái xe đến cái cột mốc biên giới 171 á thì là đổi tài xế, giao tài xế khác là tiếp tục là lái cái phương tiện qua Campuchia. Sau đó là cái tài xế ở Việt Nam thì ở lại nhận cái phương tiện tại cột mốc qua về Việt Nam và được là cũng phải là xử lý phun trùng sát khuẩn đúng theo cái quy định mà cũng không phải cách ly. Còn cái phương án thứ ba đó là cái phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa là khi mà nó vận chuyển đến cột mốc thì nó sẽ đổi đầu kéo, thì sau khi mà cái tài xế lái cái đầu kéo trở về Việt Nam cũng phải là xử lý sát khuẩn đúng theo quy định và cũng không buộc phải cách ly. Ngày 20 tháng 3 năm 2020 tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Đây là các bác tài đã được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ phòng chống dịch chờ nhận xe từ phía cửa khẩu Ba Vét, Campuchia. Công ty bảo hộ đó cho tôi qua đây đó lái xe bên Campuchia về, mà tại bên Campuchia có tài xế chạy xe tới ngay cửa khẩu của Việt Nam đó, tôi qua tới chính giữa cửa khẩu đó tôi lái xe về rồi. Nếu mà trang bộ như này thì em vẫn thấy an tâm để em di chuyển xe. Dạ, trong quá trình thì nếu mà không có bộ đồ này á thì bên kiểm dịch y tế và không cho em qua để di chuyển. Hiện nay các doanh nghiệp đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch, đảm bảo an toàn cho người và lưu thông được hàng hóa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại cửa khẩu. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, để góp phần ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tạm dừng hoạt động các dịch vụ, chiếu phim, quán bar, massage, xông hơi, karaoke, vũ trường, hát với nhau, internet, trò chơi điện tử online và offline tại địa phương từ ngày 21 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 19 tháng 4 năm 2020, kiểm tra xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong những ngày qua, số lượng người Việt Nam nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài tăng nhiều. Ủy ban Nhân dân huyện Bến Cầu, đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, trạm kiểm dịch y tế quốc tế cửa khẩu Mộc Bài, chi cục hải quan cửa khẩu và đơn vị chức năng trên địa bàn đã phối hợp tổ chức chu đáo cho người về các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Ngày 19 tháng 3, các đơn vị chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài đã đón và đưa đi cách ly tập trung 1.009 người Việt Nam nhập cảnh về từ Campuchia. Trong số này, 870 người được cách ly tập trung tại huyện Bến Cầu, 139 người cách ly tập trung tại ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Đến 12 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2020, có hơn 60 người chờ làm thủ tục đi về khu cách ly ở cửa khẩu Mộc Bài. Với số lượng người Việt Nam về từ Campuchia ngày càng nhiều, huyện Bến Cầu đã thành lập thêm các khu cách ly tập trung giả chiến tại trường tiểu học Lợi Thuận A, trường tiểu học An Thạnh và trường trung học cơ sở An Thạnh. Người dân nhập cảnh chờ đi cách ly có lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh, xem việc đi cách ly tập trung 14 ngày là trách nhiệm của mình trong công tác phòng ngừa dịch. Theo em thì em đồng tình với cái việc này. Bởi vì khi mà mình cách ly thế này, thứ nhất là mình bảo vệ được cái bản thân của mình và bảo vệ được những người xung quanh của mình.
Em thấy làm như vậy là rất là tốt, em ủng hộ cái này. Để thực hiện tốt công văn 1338 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Tây Ninh đã thành lập thêm các khu cách ly dã chiến tại 5 huyện biên giới. Sáng ngày 20 tháng 3, Hội đồng Nhân dân thị xã Trảng Bàng tổ chức kỳ họp lần thứ 13, kỳ họp bất thường để thông qua các nghị quyết quan trọng. Đến dự có bà Phan Thị Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Tại kỳ họp, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Trảng Bàng đã có mặt biểu quyết, thống nhất thông qua nghị quyết về đề án thành lập các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng. Theo đề án, Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng thành lập 10 phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã, gồm văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, phòng nội vụ, phòng tư pháp, thanh tra thị xã, phòng y tế, phòng tài chính kế hoạch, phòng giáo dục đào tạo, phòng văn hóa và thông tin, phòng lao động thương binh và xã hội, phòng tài nguyên và môi trường, trên cơ sở kế thừa toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, tài chính, kinh phí, cơ sở vật chất, vị trí việc làm của 10 phòng chuyên môn trước đây trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bàng, thành lập phòng quản lý đô thị thị xã Trảng Bàng, phòng kinh tế thị xã Trảng Bàng, trên cơ sở tổ chức lại phòng kinh tế và hạ tầng huyện Trảng Bàng, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trảng Bàng. Cũng tại kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Trảng Bàng khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thiệu, lý do nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 2 năm 2020, miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã đối với ông Ngô Minh Xuyên và ông Trương Tấn Đạt, lý do chuyển công tác khác. Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung hai ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã đối với ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng phòng nội vụ, và bà Ngô Thị Ngọc Lý, trưởng phòng tài nguyên và môi trường thị xã Trảng Bàng. Sáng ngày 20 tháng 3, đoàn công tác của thị xã Trảng Bàng do Bí thư Thị ủy Trương Nhật Quang làm trưởng đoàn đã tổ chức đến thăm động viên tặng quà cho 7 trạm làm nhiệm vụ chốt trực kiểm soát khu vực đường biên lối mở qua biên giới thuộc hai xã Phước Bình và Phước Chỉ. Đoàn đã đến thăm các điểm K1 trạm kiểm soát biên phòng chốt cầu Ông Sải, chốt Vườn Thơm, Vườn Ớt, cầu Bò và ngã ba đường tuần tra. Tại các điểm đến, Bí thư Thị ủy Trương Nhật Quang thay mặt đoàn công tác đã ghi nhận và biểu dương tinh thần cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn của lực lượng biên phòng, công an và dân quân. Mặc dù công tác phòng chống dịch diễn ra trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhưng các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo kiểm soát tình hình người dân qua lại khu vực biên giới, nhất là làm tốt việc quản lý, ngăn chặn kịp thời những trường hợp buôn bán các mặt hàng, trang thiết bị, vật tư y tế sang bên kia biên giới. Dịp này, đoàn động viên các lực lượng tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng. Ngày 19 tháng 3, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức đại hội điểm Đảng bộ phòng tham mưu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong những đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh được lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phòng tham mưu đã bám sát nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ cơ sở phòng tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, cùng hỗ trợ giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, đảng bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Các chi bộ trực thuộc luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Tây Ninh nêu ra những định hướng, nhiệm vụ mà đơn vị cần làm trong nhiệm kỳ tới, như cần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu trong toàn lực lượng Công an Tây Ninh, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là dự báo chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực chuyên đề lớn, những vấn đề mới phát sinh, đảm bảo chính xác, kịp thời. Kịp thời tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an Tây Ninh đề xuất với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp ủy, chính quyền các địa phương về các chủ trương, quyết sách, pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự. Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở phòng tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 7 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tá Nguyễn Hai Mừng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ sở phòng tham mưu. Thưa quý khán giả, trong những ngày này, mối quan tâm của hầu hết mọi người là tình hình dịch bệnh. Nhưng mong các bạn đừng quên, ngày 20 tháng 3 chính là ngày được Liên Hiệp Quốc chọn làm ngày quốc tế hạnh phúc kể từ năm 2013. Thông qua ngày quốc tế hạnh phúc, Liên Hiệp Quốc mong muốn thúc đẩy mỗi người, mỗi gia đình, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia xây dựng cho mình những quan niệm đúng đắn về hạnh phúc, chú trọng xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Gia đình là một tế bào của xã hội. Nhiều gia đình hạnh phúc là nền tảng để xây dựng một xã hội lành mạnh, hạnh phúc. Với nhiều người đã có gia đình, thì việc dành thời gian cho nhau chính là chìa khóa để duy trì hạnh phúc gia đình. Chị Nguyễn Thị Thanh Ngân,
30 tuổi, là công nhân của công ty KUUN đóng tại thị xã Trảng Bàng. Chồng của chị cũng là nhân viên của một doanh nghiệp nước ngoài. Anh chị có một con trai 6 tuổi. Công việc của hai vợ chồng chị Ngân đều rất bận rộn. Hai anh chị đều đặt ra mục tiêu quyết tâm làm lụng, dành dụm để nhanh chóng ổn định cuộc sống. Anh và chị thường xuyên làm tăng ca. Trong ca làm việc, chị Ngân luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất, để khi xuống ca, chị có thể dành hết thời gian, tâm sức, vun vén chăm sóc tổ ấm của mình. Mỗi ngày, mỗi tuần, chị đều thiết kế những khoảng thời gian chất lượng dành cho gia đình. Giờ giấc thì cũng hạn hẹp, nhưng mà nếu mình là một người phụ nữ chu toàn, mình sẽ biết cách sắp xếp thời gian thật là logic. Khi mà làm việc xong thì ta tranh thủ để có thời gian về với gia đình mình. Về gia đình thì mình cũng phải biết chăm lo, chăm sóc cho gia đình, bữa cơm, giấc ngủ cho chồng, cho con. Em nghĩ đó là cái đức tính mà người phụ nữ dù hiện đại đến đâu cũng phải giữ gìn lại đức tính đó để có một gia đình hạnh phúc. Đôi vợ chồng này đều đã nghỉ hưu vài năm nay. Hơn 30 năm sống bên nhau, cuộc sống của ông bà đều đã trải qua mọi cung bậc thăng trầm. Ông bà đã có những ngày êm đềm khi đến với nhau, rồi đến những ngày tháng rất khó khăn khi ông quyết định nghỉ việc nhà nước để rẽ hướng đi khác. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông bà đều kề vai sát cánh bên nhau, làm việc cùng nhau, chăm sóc con cái cùng nhau. Đến nay, ông bà đang tận hưởng tuổi già viên mãn bên cạnh con cháu. Thật ra thì thời gian đầu cũng có nhiều trục trặc, nhưng mà cũng không lớn lắm. Bởi vì cả hai vợ chồng cùng có một cái ý nghĩ chung, đó là hôn nhân phải đạt mục đích là hạnh phúc. Mà muốn hạnh phúc thì phải nâng niu nó, phải xây dựng nó, dung đắp cho nó. Thì nó dẫn tới cái giai đoạn cuối này đó, là cái giai đoạn mà tụi tôi đã tới tuổi hưu hết rồi. Thì hôn nhân tôi nó lại nồng ấm. Nó bây giờ là nó đẹp nhất trong cái thời kỳ hôn nhân của tôi từ năm 1977 đến nay. Hai vợ chồng tôi bây giờ thì suốt ngày ở cái bên. Rồi cũng may mắn là kinh tế cuối đời nó cũng khá hơn. Nên đi đâu đó thì hai vợ chồng cũng đi chung. Đi xa thì cũng đi xe hơi nhà đi chung. Gần như không có tách rời. Mà suốt thời kỳ hôn nhân tôi 43 năm chỉ có giai đoạn vợ tôi đi học Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương á, thì tụi tôi mới xa nhau thôi, chứ cũng suốt từ đó tới giờ cũng không có xa nhau. Ông Nguyễn Đình Xuân là một gương mặt quen thuộc với truyền thông trong và ngoài tỉnh, bởi ông đã từng làm đại biểu Quốc hội, sau đó làm qua các chức vụ Giám đốc Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh. Hiện nay, ông làm Bí thư Huyện ủy Tân Châu. Là người luôn bận rộn với công việc, ông rất ít khi chia sẻ với truyền thông về cuộc sống của gia đình. Nhưng hôm nay, nhân dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc, ông đã bày tỏ quan điểm cá nhân về hạnh phúc và việc cần thiết phải dành thời gian cho gia đình. Nói về hạnh phúc thì cũng còn rất là tùy theo mỗi người. Chúng ta đang bàn về hạnh phúc gia đình. Thì hạnh phúc gia đình thì nó luôn luôn phải bao gồm cái sự sẻ chia, sự cảm thông, sự chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau. Thì tôi nghĩ rằng là điều đó là không thể thiếu. Vậy ông có thể chia sẻ cái việc mà ông dành thời gian cho gia đình như thế nào ạ? Thì bạn đang hỏi tới một cái khuyết điểm của tôi đó. Thì chúng ta bị chi phối bởi rất là nhiều các cái mối quan hệ và công việc. Ngoài cái việc giờ hành chánh, chúng ta có những quan hệ xã hội. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là đã nhìn thấy cái hạn chế thì đương nhiên là chúng ta phải tìm cách khắc phục, dành nhiều nhất những thời gian có thể để cho gia đình. Tiếp theo chương trình, mời quý vị khán giả đến với tiết mục Vì văn minh cuộc sống. Thưa quý vị, hiện nay con đường số 22 Trần Văn Trà, đoạn từ trường phổ thông dân tộc nội trú đến cầu Bến Dầu, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, nhiều đống rác tự phát vứt tràn ra lòng lề đường, gây mất vệ sinh môi trường. Đi dọc đường số 22 Trần Văn Trà, rất dễ phát hiện rác thải có mặt khắp mọi nơi, rác ở bên lề đường,
ở dưới kênh, trước mặt nhà dân. Rác thải là những bao bì ni lông chất thành đống to nhỏ, tràn cả ra lề đường, bốc mùi hôi thối. Tình trạng này cứ tiếp diễn, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt đi lại của người dân, cũng như vẻ mỹ quan đô thị. Rất mong chính quyền địa phương sớm xử lý và ngăn chặn tình trạng vứt rác bừa bãi và trả lại vẻ mỹ quan cho con đường này. Chương trình Vì Văn Minh Cuộc Sống phản ánh đa chiều sự chuyển động của đô thị đến nông thôn. Quý khán thính giả có thể gửi các thông tin, những hình ảnh đẹp, những gương người tốt, việc tốt hoặc những tồn tại bất cập làm mất mỹ quan đô thị nông thôn về chương trình theo địa chỉ. Email tinthoisu.ttv11a@gmail.com, Inbox, Facebook Xuyệt Tây Ninh TV Online hoặc liên lạc đến số điện thoại 0889 122 333, nhánh số 1. Tất cả vì một đô thị nông thôn văn minh, nghĩa tình. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý vị khán giả xem lại các chương trình thời sự tại địa chỉ website tayninhtv.vn, fanpage và kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Xin kính chào tạm biệt.